Vâng, em xin chào quý vị đang theo dõi kênh của bên Nguyên Audio nhé. Đấy, rất là nhiều các bác hỏi về cái dòng giải mã này. Đấy, giải mã này của dòng 7GB DV. Đấy. Đấy, thì hôm nay nhà em cũng vừa hay là đây, hàng cũng vừa về được em nhé. Đấy. Tình trạng hàng thì đây các bác nhìn luôn. Đấy. Đẹp tuyệt vời. Hàng bãi thì nhiều khi nó không thể tránh được cái chuyện gọi là nó hơi sớt nhẹ nhẹ một tí đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên mà em thật các bác mà để về được một con hàng bãi mà nó được như tới tầm này nhá. Phải nói là quá tuyệt vời đấy. Đấy. Ở đây thì em đã kết nối sẵn đường quang rồi, điện thoại kết nối rồi, dây loa kết nối rồi, thì để em test cho các bác nhé. Đấy. Quang thì đây con này có hai cổng này, một cổng in và một cổng out. Đấy. AV thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 cổng nhá, 5 cổng AV. Tương ứng nó là có hai cổng in là hai cổng đầu vào và một cổng đầu ra là cổng out đây. Nó là cổng tape out. Thì các bác có thể lấy cổng này để truyền tín hiệu xuống những con âm ly nghe nhạc hoặc hát karaoke. Đấy, là thông qua cái đường tape out này. Đấy. Đây, ở đây nó có thêm cái ngõ quang out này. Đấy, và cái con 7 cái DB này rất là lợi cho các bác nhá. Ví dụ sau này ví dụ các bác muốn làm công suất nhá. Đấy thì về mua cho em hai cái loa ghép vào đây. Đấy, thì là mình có được một cái dàn nghe nhạc mini. Đấy, ví dụ không thích nữa thì mình có thể ghép thành dàn 5.1 bằng hình thức là mình có thể mua cho em con súp VK39 hoặc con VK37. Mình đấu vào đây. Đấy, bốn cái rắc này. Đấy, con súp thì nó sẽ bốn rắc này. Đấy, thì về mình cắm y chang như vậy cho em. Đấy, bốn chân này với bốn chân của con súp. Đấy, và ghép thêm loa xuyên tàu vệ tinh là mình có cái dàn 5.1 để vừa nghe nhạc, vừa xem phim. Đấy. Công suất của máy được trang bị ở đây là 65W các bác nhá. Công suất là 65W này. Đấy. Và các bác chú ý cho em nhá. Nhớ cho em một điều này. Đây nó là hàng Nhật bãi nên điện sử dụng phải là điện 100V nhá. Nhớ cho em điện sử dụng là điện 100V. Đấy, đây. Đấy. Các bác nhìn thấy chữ AC 100V đúng không ạ? Đây. Các bác nhìn đây. Đấy. Rồi, sau em sẽ gỡ cái phần dây nguồn này ra để em test thử cho các bác luôn này. Ok, rồi, em sẽ cắm nguồn và em sẽ test các chức năng cho các bác nhé. Đấy, dây điện thoại em cắm rồi này, dây quang em cắm rồi. Rồi xong nhá. Vậy là em chỉ việc chuyển ở phía trước để em chuyển bài hát nhá. Để test nhạc này. Đây, nguồn nó báo đỏ này, nhấn nguồn này. Đấy, màn hình chữ xanh nhìn rất là sang và rất là đẹp. Volume này các bác này. Đấy. Mạ Chrome này. Đấy, rất là đẹp luôn. Em sẽ test phần CD và cả phần MD luôn nhá. Cái CD và MD này thì em test thêm cho nó vui thôi nhá. Chứ em không phải bảo tỏ gì đây đâu. Bởi vì là nhiều khi về các bác dùng đĩa cũ đĩa mốc ấy. Nên là nó không chạy được, nhiều khi nó khó lắm. Đã không dùng thôi. Dùng là phải dùng đĩa xịn các bác nhá. Dùng là phải dùng đĩa xịn. Đấy. Đây là phần CD các bác nhá. Đây các bác nhìn cho em này. Đấy, CD. Vâng, thì đấy là phần CD đúng không ạ? Đây các bác, em bật tiếp cái phần MD này. Ừ.
phút giây này. Dạ vâng, thì đấy là phần MD nhá. Đấy, còn về kích thước của máy thì nó rộng ở đây là 20, sâu là 32.5 là em tính cả phần volume, được chưa? Tức là em tính kịch cả volume dưới mặt phía sau là 32.5 và cao của con này đạt tới là 15. Đấy. Đấy là về phần kích thước. Đấy. MD và CD em test xong rồi đúng không ạ? Sau đây em sẽ mời các bác cùng nghe qua phần điện thoại này. Ở đây thì có input này, đây có cái đầu input này, các bác nhìn đây cho em này. Đấy. Chú ý đây cho em nhé. Các thao tác điều chỉnh thì các bác có thể nhìn thấy luôn, thì coi như cái video này là em hướng dẫn các bác điều chỉnh luôn nhé. Input này các bác nhấn cho em này, các bác nhìn vào đồng thời nhìn vào màn hình luôn nhá. Hiện tại thì em đang cắm nó là cổng tép đúng không ạ? Thì sẽ chuyển về cổng tép, còn bác nào mà cắm về cổng line thì chuyển về cổng line cho em. Nghe điện thoại thì nó sẽ nhỏ hơn qua MD, CD và đường quang một chút, thế nên các bác cho volume tổng nó to lên. Vì em ra đi trước anh. Này người yêu, khi anh nhớ em, hãy bước lên trời xanh. Mình đã ước con tim qua phong thư màu xanh. Mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Này trời xanh có thấu có biết trái tim này còn thầm khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm này. Làm thế nào cho em hay ta đang mong mong được tổ bay. Đời đau nhói khi cây khô thương lá xa cành. Buồn theo dấu khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Người dấu yêu em đau không em khi ta nay đã rời tay. Dạ vâng, thì đấy là phần điện thoại nhá. Đấy. À, trên nóc máy đây thì nó có cả các cái tem Nhật này. Thì các cái tem này thì em sẽ để nguyên nhá, theo yêu cầu của các bác khách này. Thì bảo đến là em mà quay lên, ví dụ như có những con nào ấy, mà tem Nhật nó còn nguyên thì cứ để nguyên cho anh. Đấy, còn về nó anh thích thì anh bóc. Đấy, thì em sẽ để nguyên hai cái tem này lại. Đây, thì tiếp tục em chuyển vào cái phần quang này. Trên điện xưa âm thanh, ôi điện vắng đêm nào tiếng trao êm đềm, cơn sóng nào khơi lên nỗi đau trong em bao nhiêu chiều lang thang một mình. Anh giờ đã như mây giặt trôi. Dạ vâng, cái chất âm nó đưa ra phải nói là quá tuyệt vời các bạn. Đấy, sau này vị các bác mà muốn làm công suất thì em nghĩ là đẳng cấp luôn. Đấy, chỉ việc ghép thêm hai loa là các bác có thể là nghe thêm phần công suất rồi. Đấy, các chức năng chạy ok nhá. Đấy. Dạ vâng, thì giá của con này nhá là 1.550.000. Vâng, 1.550.000 thôi là các bác có ngay con giải mã 7XDV đời cao, phải nói là nghe tuyệt vời luôn. Đấy. Mà lại rất là đa chức năng luôn, đa chức năng. Xong lại ví dụ sau này các bác mà muốn nâng cấp lên thành dàn để xem phim nghe nhạc thì em thật các bác là hiếm con giải mã mà có được như con 7GB này. Đấy, phải nói đếm trên đầu ngón tay mới có được những con như thế này nhá. Đấy, thế nên là các bác nào mà đang cần những con mà đẳng cấp như thế này thì alo ngay cho Nguyên Audio nhá. Đấy, giá có bao nhiêu ạ? Có 1.550.000 thôi là các bác có ngay con này rồi.
Đấy. Cứ alo cho bên em nhá, qua số điện thoại là 0966 594 581. Đây, hoặc là các bác có thể qua cái địa chỉ là số 57A, phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Bình nhá. Đấy, các bác chụp màn hình cái số lại cho em nếu trong trường hợp các bác mà không nghe rõ. Đấy. Hoặc là ở cái phần tiêu đề em có để hai cái số điện thoại, ví dụ các bác mà không gọi được cái số 81 là ví dụ mà bận nhá, máy đang có người khác gọi thì các bác có thể là gọi sang số 0979 891 682. Đấy. Một trong hai số thì các bác gọi số nào cũng được. Đấy, vâng, em xin chào các bác và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo.